chiều 18 tháng 10, Tổng thư ký Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc lý do miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi chưa hết khóa và chưa thấy nhân sự dự kiến thay thế sẽ được phê chuẩn trong kỳ họp này. Trả lời câu hỏi trên, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến do đến tuổi nghỉ hưu. Theo ông Phúc, Bộ Chính trị đã phân công làm trưởng ban bảo vệ để mắc sức khỏe cán bộ trung ương nên sau khi được miễn nhiệm bà Tiến sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc liên quan đến ai thay Bộ trưởng Bộ Y tế thì trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội mới xem xét phê chuẩn, ông Phúc nói. Tổng thư ký Quốc hội thông tin thêm, vừa qua, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế để chỉ huy công việc. Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự. Theo đó, vào ngày 25 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ông Nguyễn Khắc Định. Ông Định được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tiếp đến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn giả tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà Tiến đến tuổi nghỉ hưu. Sau đó, Quốc hội hội đàm ở đoàn về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Buổi chiều ngày 25 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến nếu có. Tiếp theo, Quốc hội xây dựng ban kiểm phiếu và Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng cách thức bỏ phiếu kín. Tiếp theo, ban kiểm phiếu báo cáo thành tựu kiểm phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, chức vụ này trước đó do bà Nguyễn Thị Kim Tiến đảm nhiệm, chỉ huy trọn vẹn mọi hoạt động của Bộ Y tế, trước hết, tập trung vào công tác cán bộ, đảm bảo sự liên minh trong toàn ngành để phát hành trọn vẹn các mặt công tác, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.